Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Vâng, quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip của ngày hôm nay, ngày 8 tháng 12 năm 2018. Cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin test một bộ kéo đẩy Nachman M7 C7i còn nguyên thùng xốp để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Hà Nội. Vâng, vị khách này thì cũng đã mua sắm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất nhiều các sản phẩm rồi. Và tiếp tục trong ngày hôm nay thì anh lại lựa chọn thêm cho mình một bộ sản phẩm Nachman M7 C7i còn nguyên thùng xốp, hàng rất là mới. Vâng, cửa hàng đang phối ghép cùng với một cặp loa JBL có modem là 4343. Vâng, dòng loa của Mỹ. Vâng, cửa hàng thì ở thời điểm này trời rét nên là rất lời kéo những sản phẩm ra ngoài để test, và cửa hàng cũng sẽ test luôn tại trong khu vực test loa. Vâng, cửa hàng đang phối ghép với một chiếc đầu Philips LHH 700. Vâng, sản phẩm của ngày hôm nay âm thanh Đức Hạnh xin test gửi anh Triều Xuân Bình. Anh có địa chỉ Xí Nghiệp 4, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội. Vâng, một bộ Nachman kéo đẩy M7 C7i. Vâng, vị khách này thì cũng đã mua sắm rất nhiều các sản phẩm bên cửa hàng, và thỉnh thoảng cửa hàng lại được nhận những món quà của anh gửi cho cửa hàng. Vâng, như những cặp bánh giày rất là chất lượng. Vâng, trước khi gửi hàng cho anh Bình thì cửa hàng sẽ test một bản nhạc và quay chi tiết sản phẩm trong buổi sáng ngày mai. Cửa hàng sẽ gửi xe cho anh và trong sáng mai anh sẽ nhận được hàng. Vâng, M7 C7i. Vâng, bộ sản phẩm này thì có hai đồng hồ vu rất là đẹp. Vâng, cặp loa phía sau 4343 được chạy từ Anico, có chất âm rất tuyệt vời. Và loa được sử dụng một bát 40, bát vàng. Cửa hàng cũng không lắp chớp. Vâng, sau đây cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin kính mời những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh cùng vào thẩm âm. Xin mời anh Bình cùng vào thẩm âm sản phẩm của mình đã lựa chọn bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vào thời điểm này thì cũng đã là 11 giờ. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xăm. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều dì dào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, dòng sông bỗng phút trông sẽ quay về nguồn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kia.
ta tiễn em về đi với người. Về nơi ấy mai này còn nhớ ta không? Em bước đi, ta ngồi cùng với gió trăng. Trong gió mưa xa, mắt em dâu ngân lệ rơi. Khi bóng em về xa cuối trời, gửi theo cơn gió mưa về xóa chiếc hôn xưa. Ta suốt đêm ngơ dại giống rũi lang thang, vùi thân ra rẽ tôi tìm em trong giấc mộng. Dấu trong da bút là tim em ngọn lửa, dấu trong thân tôi là chất ngất mỏi mòn. Về đâu em hỡi, dù biết và xin em nhớ rằng có ta luôn đợi mong. Và xin em nhớ đưa trái tim ta còn yêu người. Vận chuyển hàng cho anh. Vâng, Thanh Hạnh xin cảm ơn anh.